Bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn hiệu ứng đám mây. Hiệu ứng đám mây rất nổi tiếng. Nổi tiếng là vì nó xuất hiện trong bài thuyết trình của Steve Jobs khi giới thiệu ra mắt sản phẩm iPad. Chúng ta cùng phân tích hiệu ứng này. Khi một đối tượng rơi xuống, ở đây là chữ bí mật hoặc là chiếc iPad, thì đám mây bung lên và mờ dần, mất đi. Nhìn chung thì chúng ta dự đoán nó có hiệu ứng xuất hiện, sau đó hiệu ứng mất. Nhưng hiệu ứng mất ở đây to dần, giãn ra rồi mất. Có thể xác định nó là hiệu ứng zoom nào đó. Vì ở đây có hai hiệu ứng zoom. Chúng ta có hiệu ứng zoom và hiệu ứng basic zoom. Chúng ta sẽ phải dùng phương pháp thử và loại trừ xem là thực chất nó là hiệu ứng nào. Trước hết chúng ta sẽ xử lý phần đối tượng trước, nghĩa là phần đám mây này nó làm bằng cái gì. Sau đó khi mà có đối tượng rồi, chúng ta sẽ gán hiệu ứng cho nó. Đám mây này chúng ta có thể vẽ hoặc là chúng ta có thể lên mạng chúng ta kiếm ảnh. Chúng ta gõ chữ cloud PNG. PNG là lên trong. Thì chúng ta sẽ có những cái đám mây kiểu như vậy. Nói chung là chúng ta khó mà tìm được một cái đám mây ưng ý ở trên mạng này. Và chúng ta phải về chúng ta dùng Photoshop để chúng ta sửa. Thì tôi sẽ giới thiệu các bạn là cách chúng ta vẽ một đám mây bằng PowerPoint luôn. Chúng ta vẽ một cái hình lồi lõm như là con sứa chẳng hạn. Để tạo ra một cái đám mây nó nổi lõm tự nhiên. Rồi, chúng ta gán low light và màu trắng. Chúng ta hiệu chỉnh shop strategy này cho nó mờ đi. Và tiếp theo chúng ta chỉnh cái độ chamfering này cho nó mờ. Rồi. Rồi chúng ta nhân bản nó ra. Thành đám mây chưa ạ? Group lại. Với đám mây này chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được cái hiệu ứng đó rồi. Bây giờ chúng ta, tôi ví dụ, bây giờ tôi thử copy một cái hiệu ứng xuống. Cũng được rồi đúng không ạ? Thì đó, chúng ta đã có một đối tượng là đám mây. Còn nếu muốn xịn hơn thì làm một bước nữa cho tinh chỉnh hơn là như này. Chúng ta tạo một cái hình chữ nhật này. Rồi chúng ta copy Ctrl C. Chúng ta copy cái đối tượng này vào đây, vào picture và clipart. Chúng ta tạo xóa này đi. Chúng ta copy ở đây mục đích để chúng ta giảm cái độ trong suốt này của nó đi. Đó. Và chúng ta cũng nãy sẽ copy nhân nó lên thành các cái lớp. Chúng ta thử so sánh với đám mây này. Thì đám mây này có dạng mềm mại hơn.
ở trong đặc và ở ngoài mềm mại hơn đúng không? Còn nếu cần thì chúng ta sẽ tinh chỉnh thêm những cái. Còn nếu tốt hơn ấy, thì chúng ta sẽ tinh chỉnh hơn, có cái đậm, có cái nhạt. Thì chúng ta sẽ có được một cái đám mây ưng ý hơn đó. Chứ còn lúc nãy là chúng ta để nó đậm một kiểu hết. Những cái ngoài này chúng ta có thể giảm bớt đi cho nó temperature inverse. So sánh hai cái đám mây này. Thì cái này nó vẫn cảm thấy nó thô hơn đúng không ạ? Giờ chúng ta copy cái hiệu ứng ở trên này, đây tôi đã làm sẵn. Thì chúng ta thử trước xem là cái đối tượng này nó đã ok chưa. Từ cái đám mây này chúng ta có thể tạo ra một nhóm này cho đặc hơn. Như vậy là chúng ta đã có được đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần hiệu ứng, là chúng ta sẽ gán hiệu ứng cho đối tượng này như nào.